quê sệ à. Anh giỡn gì vậy? Hả? Ê, thôi không có gì đâu, con nhìn trời mây, nhìn sóng biển thôi. Anh! Gì? Anh nhìn gì vậy? Mà đâu khi nhìn trời, nhìn mây, nhìn biển vậy mà. Có, em hỏi anh á, thấy cái gì? À, thấy á. Anh có thấy con nhỏ mặc áo sấm màu xanh đi ngang không? Thấy rồi, thấy nãy giờ rồi. Nhưng mà có nhiều chỗ muốn thấy mà lại không muốn thấy được. Sao vậy? Tại vì bị che hai cái miếng vải mắc kịch rồi. Anh này, em nói anh có thấy á, nó chẻ chính giữa một đường ngay cái chỗ. Gì? Gì vậy mình? Có gì? Chẻ giữa một đường? Ừ. Nè nè, em ơi. Cái gì? Em đổi hệ nào vậy? Đổi hệ gì? Lesbian ô môi. Anh trời đất ơi. Hả? Trời sanh phụ nữ ra đó, đẹp là để đàn ông tụi anh ngắm nhìn như là một bức tranh quý vậy đó, thấy không? Anh nhìn tổng quát bằng ánh mắt nghệ thuật chứ không có nghĩ bậy bạ như em đâu. Anh tưởng em nghĩ em biểu anh nghĩ gì vậy? Chứ em mới nói gì mà chẻ ngang một đường. Trời đất ơi, em nói anh á, nhìn con nhỏ đó cái cằm nó chẻ một đường tới dễ thương ghê chưa. Ơi, không những dễ thương mà còn chẻ đến miếng. Bởi vậy em mới nói mình đó. Sao? Kỳ này về Việt Nam đó à. Mình cho em sửa sắc đẹp nha. Ê. Ở bên này rẻ lắm á mà. Thôi. Em ơi, trời cho mỗi người mỗi vẻ mà không. Người này được cái này phải mất cái kia, đâu có ai trọn vẹn đâu. Hơn nữa đó, sắc đẹp là do trời ban, sửa làm chi cho mất công. Anh xương quá à. Sao? Anh mới bốn mấy tuổi à. Sắc đẹp bây giờ đâu phải là trời cho nữa đâu. Nghĩ ai cho? Bác sĩ thẩm mỹ cho. Bà đặt đua đồ. Đua đồ gì? Đàn ông của mấy anh á, thấy con gái đẹp á là nhìn nó háo mà muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn. Nó miếng chảy rồng đó. Con nghĩ là anh đi. Sao? Không giờ anh nhìn tới em đâu. Nhìn em hả? Nguyên cái vườn bông lưu động nhìn muốn ói. Anh nói gì? Không, anh hỏi em muốn sửa gì. Thì em thấy trên người em á, à, cái gì thiếu á thì em thêm, à, cái gì dư á thì em cắt. Vậy là ném về em sửa toàn thân. Anh làm như em xấu dữ lắm vậy đó. Trời, em nó xấu tự nhiên. À không. Nói gì? Không, bây giờ em nói cho anh nghe đi. Đừng có giận mà. Bây giờ em muốn sửa gì? Trước tiên á. À. Em muốn căng. Căng gì? Em muốn căng. À. Em muốn căng. Em căng da mặt. Trời ơi. Căng da mặt mà để dưới này là anh tưởng em căng. Tôi mà sợ lắm em ơi. Đừng có căng cái đó. Em căng bộ anh căng xin sợ. Trời đất ơi nè, em còn nhớ cái bà Anna kế nhà mình không? Sao? Ông bà mới căng da mặt hồi năm ngoái nè. Ông chồng bà đó ngày nào vô gặp anh trong sở cũng than phiền hết trơn á. Than gì? Ông nói ông muốn tự giận chết cho yên thân đi. Vô duyên không vợ căng da mặt thì tự giận chết là sao? Em không biết gì hết trơn á. Ông á, ông nói vậy nè, từ trước khi căng á thì bà ít nói lắm, mà sau khi căng biết gì á, tự nhiên bà nói như con két vậy đó. Hai cái chuyện có liên quan gì với nhau đâu? Liên quan sao không liên quan. Tối bà ngủ rồi biết không, căng quá đó cho nên á, khi ngủ á cái miệng bây giờ đó, bây chừng bà mở mắt ra đó miệng nhờ bà kéo hai cái họng lên nên bà phải nói chuyện cho nó đỡ mỏi. Anh biết sao không, tại bà già bà xấu hơn em còn trẻ em đẹp hơn bà, em căng có chút xíu thôi à. Căng chút xíu hả? Ủa cái anh biết sao không? Ừ. Sau khi căng xong cái gì? Ừ. Khi em muốn, muốn làm gì? em muốn cắt. em cắt cắt cái gì? Em cắt mắt. Trời ơi, cắt mắt rồi bà sao mà cà lâm quá. Cắt mắt mà cắt kiểu gì? Em cắt bốn mí. Trời ơi, tôi nghe người ta nói cắt cái hai mí mà cắt bốn mí như vậy. Hai mí xưa rồi à. Bây giờ anh biết không, người ta cắt bốn mí đó, trời ơi, con mắt dễ thương như con búp bê vậy đó, anh biết không? Em như con búp bê bằng nhựa, một cái búp bê thật xinh xao. Ê ơi, ngồi xuống đi trời ơi. Vậy mình ta nhìn kìa. Nhìn trời gì? Trời đất ơi, búp bê của em hả? Nè, con búp bê của em có phải là con búp bê mà mình đè nó nằm xuống hai mắt nhắm lại, còn mình nhét cục pin vô cái nó nhúc nhích thôi. Đúng rồi đó, chó vậy đó mình. Rồi cái sau khi cắt mắt xong á, cái em sẽ nâng nâng gì? Em sẽ nâng cái lỗ mũi em lên á. Thôi đi em ơi, mình là người Việt Nam thì người ta nói là da vàng mũi tẹt. Em đi nâng mũi cao quá, người ta nói em mặt Việt Nam
mũi Do Thái, đầu gà đít vịt, kỳ lắm. Em không có kỳ, em không có kỳ. Em mới là kỳ đó. Em hỏi á thì anh nói, mà anh nói em cãi. Vậy thôi em hỏi anh làm gì? Thì chồng á, em phải hỏi ý kiến chồng chứ, chồng cho vợ mới làm chứ. Nếu trường hợp anh không cho làm sao? Không cho thôi. Ờ. Thì em sao? Em sao? Em làm lé. Trời đất ơi. Yes or hay là no, bà cũng làm thôi, bà muốn làm thì bà làm đi. Mình biết không? Sao? Sau khi lăn lỗ mũi lên á, kiếm cái đầu em bơm. Thôi. Thôi 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 thôi. Gì đủ ngợp rồi, cứ khỏi làm. Em đâu có bơm cái này đâu. Chứ bơm gì? Em bơm môi đó. Bơm môi hả? Ừ. Bơm sao? Em bơm môi cho sexy đó. Sexy nè. I love you. Trời. I love you. Ôi vậy hả? Ờ. Giống như là kiến cắn sưng vậy hả? Trời ơi, bà bơm đi. Rồi mai mốt á hả? Bà ăn xương xa học lụ á. Học lụ nằm ở trong á, còn xương xa nó chảy ra ngoài vậy nè. Không có đâu mình. Khi bơm môi xong á thì cái đầu em trẻ. Em trẻ. Thôi rồi 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 rồi. Trên người em nó nhiều chỗ trẻ lắm rồi. Thôi. Đàn bà chỗ nào không trẻ? Trời ơi. Em nói anh nghe, em trẻ càm chứ bộ. Trẻ càm hả? Ồ, em trẻ càm dễ thương giống cái cô hồi nãy đó. À, sao sẵn đó em đi bơm ngực, bơm mông rồi hút mở bụng luôn cho đủ bộ. Trời ơi anh đi. Anh đi dễ thương quá à. Trời ơi. Anh đi hiểu ý em quá à, em tính làm vậy đó anh đi. Em có biết là em làm vậy là không phải em sửa không, mà là em review đó. Thì lâu lâu mới về Việt Nam lần. Ở bên này sửa rẻ. Anh biết ở bên Mỹ hả, một năm lương không đủ cho em sửa sắc đẹp nữa à. Biết nói vậy á, mà không bao giờ thông cảm cho anh hết trơn. Em thông cảm gì? Trời đất ơi em, lâu lâu mới có dịp về thăm bạn bè thân nhân. Em phải để cho anh thoải mái chút chứ. Em làm vậy là không thoải mái. Trời đất ơi, đi đâu em cũng canh anh như là canh tù vậy đó. Hả? Còn tiền thì em giữ khư khư trong người á, không bao giờ cho anh tới một cắt nữa. Ủa? Lúc nào em cũng cho anh 10 đô la anh bỏ trong bóp, anh muốn gì nữa? Anh đi đâu anh đã có em trả tiền rồi, anh còn muốn cái gì? Em giữ tiền em khổ lắm, em khổ lắm anh có biết không? Ơi, khổ cái gì? Mà tưởng 10 đô là lớn lắm mà. Mà tưởng tượng cái cảnh mà mời bạn bè đi nhậu ha, nhậu xong rồi á phải chờ vợ tới trả tiền. Trời ơi nhục nhã quá. Trời đất ơi vậy mà nhục có ai sướng hơn anh đâu. Anh nhậu xỉn xong á rồi có người lại trả tiền rồi dẫn anh về, anh còn muốn cái gì nữa? Sướng, sướng ghê đó. Vô mới 10 ngày bây giờ nổi tiếng rồi đó. Nổi tiếng gì? So vô. Là cái gì? Còn là sợ vợ á. Xê. Anh làm như anh hiền lắm vậy đó. Nè, anh qua mặt em ào 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 mà em chưa nói anh đâu nghe. Trời đất ơi, qua mặt em làm gì? Làm gì qua mặt em ào ào? Anh nhớ bữa anh hát karaoke không? Karaoke có gì đâu bậy bạ. À phải rồi. Trời ơi, vậy là bạn bè của anh á nói quan cho anh rồi ha mình ha. Nó nói gì với em? Họ không có nói với em mình. Nói gì? Mà hỏi nói với anh mà em định em nghe được. Nghe gì? Anh hát karaoke sao mà nó phong anh là bàn tay vàng hả? Anh hát bằng miệng, hát bằng tay, nói bằng tay. Ê, hả hả, cái gì kỳ vậy? Trời ơi em từ từ làm dữ vậy. Nó đây nó thiệt em, tài xế lái dội á ta kêu bằng tay lái lụa, còn anh hát bằng cái miệng thì phải gọi là cái miệng vàng chứ không phải bằng tay vàng. Ôi mà nói chuyện em ơi, biết đầu em ơi. Anh đi đâu? Đi vô đi uống mấy chai cho nó. Em đi theo. Cái gì? Em đi theo. Em không biết uống bia mà em đi theo làm gì? Không biết uống đi nữa. Em nghe nói á, về đây á, hở ra là mất chồng, hở ra là mất chồng, em đi theo, em đi theo. Biết vậy để em vô đây mình, anh có thèm đi theo đâu. Vậy anh trù cho em chết, em chết, em chết đi, anh đi mình cho anh khỏe, cho anh khỏe. Trời ơi, em chết thì anh khỏe cần gì phải trù. Thôi giỡn nè, muốn đi không? Đi. Dọn đồ, đi. Lẹ lẹ đi anh. Ừ, lẹ thôi mưa. Đi. Bữa nào về đây anh cũng sai cũng xỉn hết trơn à. Trời đất ơi em ơi, hai vợ chồng mới du lịch để được hưởng thụ
mà em không cho uống bia thì còn đâu có gì là sung sướng nữa. Anh uống đó giống như uống thuốc độc vậy đó. Sao anh không kiếm cái gì uống khỏe nè, khỏe mạnh mà anh uống. Trời ơi, uống cái gì mà bổ mà khỏe đâu, nói coi. Em đọc sách đó, em nghe người ta nói ăn trái cây nhiều nè, uống nước sinh tố nhiều nè, sẽ sống thọ nè, sống dai nè, sống khỏe, chừng nào bệnh mới chết. Cái gì? Trời, uống nước trái cây rồi uống sinh tố rốt cuộc bệnh cũng chết. Ừ. Thôi em ơi, bắt anh mà sống dai để nhịn thèm hả? Thà anh chết sớm mà anh phải hưởng cho đã thèm á. Dạ, anh chị dùng vinegar uống hộ giùm em nha. Thầy ghê. Nhìn bia là chảy, thấy chảy rồi đó. Dạ thưa anh, Tiger đang trong thời gian khuyến mãi á. Khuyến mãi à. Bật nắp Tiger, chúng xe Land Cruiser đó. Súng gì? Land Cruiser. À, Land Cruiser hả? Xe đó anh có nhà 2-3 chiếc rồi. À, anh bây giờ chỉ muốn trúng tiếp viên à. Dạ, chúng xe thì khó. Chúng tiếp viên hả? Chúng sao? Dạ, dạ. Vậy anh chị dùng 2 chai giùm em ha. À, cho hai. Thôi thôi, không uống bia. Ở đây có trái cây không cô? Dạ có. Có cam, xoài, mắm cụt. Anh chị dùng cái gì? Kìa có trái cây kìa, anh dùng cái gì? À trái cây hả? Anh thì thích ô môi thôi. Ở đây em có ô môi không? Dạ, anh thông cảm. À. Giờ này chưa có ô môi. Trời ơi, chưa có hả? Vậy chứ thì nào mới có. Dạng tối à, thôi vậy cho anh ly rau má đi. Đúng đó, uống rau mát đó anh. Cho ly rau má ha. Rồi cho tôi ly sữa tươi. Dạ, bữa nay cũng không có rau má nữa. Trời đất ơi, vô đây là chỉ có môi với má thôi mà không có, buồn quá. Bữa nay anh kẹt. À dạ. Nếu anh muốn, lúc khác anh ghé lại em kiếm cho. Thôi đi vậy. Gì? Đi về nhà, không có môi với má, không có gì hết trơn. Về nhà em cho anh uống sữa của em. Tối qua không có sữa, nhà cho anh uống kìa. Đây. Đi, nè 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 nè. Nè. Không mà đang uống rồi. Đây. Sút. Trời ơi. Anh gì? Tối nay mình chơi ở đâu? Ở nhà mình. Ở nhà hả? Gì vậy? Em phiền em mơ tưởng. Tưởng gì? Ấy, anh nói ở nhà là tối nay anh mệt lắm, anh không đi đâu hết trơn á. Đi vô phòng trà ở vũ trường, em không cho uống bia uống rượu hết trơn á. Chán thì bà. Anh mệt hả? Bây giờ anh ở nhà nha. Em đi mua mồi ha, mua bia, mời mấy anh bạn anh lại đi nhậu đi. Thôi, cả tuần nay gọi không có thằng nào dám tới hết trơn á. Sao vậy? Nó nói với anh là nhậu với anh á, tụi nó không có sai. Thì đúng rồi, tại đô đây người ta uống rượu đế nhiều quá, người ta quen rồi. Còn mình uống bia thấm tháp gì với người ta? Không phải đâu em ơi. Tôi nói là nhậu không sai là tại vì á, mỗi lần á mà tụi nó muốn ngà ngà sai á, mà gặp em tự tụi nó tỉnh à. Gì kỳ vậy? Nó làm như em giữ gì cọp cái vậy đó. Cọp cái sức mấy tụi nó sợ. Bạn anh nó toàn là chuyên viên huấn luyện cọp với sư tử cho mấy cái đoàn xiếc không mà. Nhưng mà mỗi lần nhắc tới tên em là tụi nó sợ. Giờ không đi phải không? Không đi, buồn ngủ. Ok, không đi, em qua bên kia đường em làm facial chút xíu á. Ờ, đi đi. Anh? Hả? Hay là sẵn em làm facial cái anh qua anh làm massage cho khỏe. Nha. Thôi, không được, buồn ngủ lắm. Em đi đi, anh nhà ngủ á. Vậy tới nhà ngủ nha. À. Em đi một tiếng em về đó. Ê. Nhớ khóa cửa cẩn thận á nghe. Ê, khóa cửa. Trời đất ơi, tiền giữ hết á, còn nói khóa chứ không khóa gì nữa. Đi một tiếng hả? Đi luôn càng tốt. Đi thiệt rồi. Không phải Sơn. Sơn. Ủa? Sao sớm vậy? Nhật 7 giờ mà. Giờ này chưa 7 giờ mà. Kiếm gì đăng mồi. 7 giờ đi chó mới ăn rồi. 7 giờ tao mới nghỉ lận. Còn 15 phút nữa. Thôi ngồi chơi đi. Uống gì không? Thôi uống không. Để kể tụi nghe nè. Trưa vui lắm. Ê chuyện gì? Có hai vợ chồng Việt Kiều hả? Chả muốn uống bia. Mà không, mẹ không cho. Tôi ghét rửa tôi dẹo. Hồi cho mẹ nó cưng điên chơi vậy đó. Nhỏ này ghê chứ xạ luôn. Tụi bay biết không,
con mắt con trai gian dễ sợ luôn. Sao? Cứ ngó chầm chầm vô ngực của tao nè. Trời ơi. Rồi nhìn nói nhìn bia tiger á mà anh muốn chảy nước miếng luôn. Sao mày không ghê quá à. Chọn chảy hết nước miếng luôn. Trời, đàn ông á hả, thấy cái đẹp ai mà không ham. Thì tụi mình làm tiếp thị để kiếm tiền đi học mà. Gặp cái hoàn cảnh gì hoài tao biết. Mà tôi ghét cái cô mẹ vợ á, mặt hắc ám ghê, tôi ghét làm tới luôn. Ê, giờ chuyện gì xảy ra nữa mày? Tao nói bóng gió với chả. Hẹn lúc nào trở lại á. Rồi ơi, ghê, sợ luôn. Tao quậy cho tiếp. Trời ghê sợ luôn á. Ê, ê, chả kìa. Tao đâu, chả. Đi có mình vô hả? Được rồi, tao đi cho. Thôi, để tao trước cho. Em. Dạ, em chào anh. Em tưởng anh quên em luôn rồi. Trời chứ. Ơi, sao quên được. Thấy chữ Tiger là anh nhớ em liền. Nè, cho anh xin lỗi nha. Cái vụ hồi sáng á, trời ơi, đang vui tự nhiên bị bà xẹt. Thôi thôi bỏ nó đi. Dạ, em giới thiệu với anh. Đây á, là Diễm. Diễm. Độc thân vui tính. Chào anh. Cao ghê. Dạ, còn đây á là Ngọc. Vui tính, độc thân. Chị chơi lắm á. Còn đây là... anh là Dương. Anh là Dương. Dương Kiều. Đẹp trai. Dễ thương lắm á nha. Còn em, anh chưa có biết tên. Tên gì vậy? À, Thanh Xuân. Bây giờ sáng gặp em hồi hộp quên giờ cái bản tên. Anh, hả? Hôm nay anh đi chơi với tụi em nha. Thì vậy sao anh nhắn đi? Đi nói là sao? Nè, chung bay với em, anh muốn đi với ai? Gửi thiệt ra đó, là anh muốn đi hết á. Ba người đi hết. Nhưng mà nói cho mấy em nghe, tội nghiệp thì anh sức người có hạn mà. Cho nên bữa nay anh đi một người, rồi mai anh đi người kia. Rồi mốt anh đi cái người này được không? Vậy là sao anh? Dạ. Em chú. Không, được. Nói nghe này. Tại vì anh lỡ quen Xuân trước rồi. Cho nên bữa nay anh mời Xuân đi chơi với anh. Rồi ngày mai anh mời Diễm Cao. Rồi mốt anh mời Ngọc thấy cười. Mình cười. Anh muốn đi chơi với em á hả? Anh mời em tối nay được không? Dạ, được. Được hả? Mà... đi đâu vậy anh? Thì đi vòng vòng vậy mà, rồi tối về. Thôi, tối đi vòng vòng á, em sợ lắm. Trời ơi, gì đâu sợ. Hay là... sao? Anh dắt em về khách sạn của anh ha. Được không anh? Không được mà. Tại khách sạn anh khó lắm. Người lạ không cho dẫn vô. Sao kỳ quá vậy? Bởi vì biết sao? Em tính gì nè? Tính sao? Tính cách khác đi. Anh về nhà em đi. À. Em ở của mình à, em mướn nhà trọ. Tối em ngủ á, tôi sợ ma dữ lắm á. Ê, mày coi nó ghẹo cũng kìa. Có anh làm hết sợ ma liền. Cách nó được đó, tiện đó. Làm cái đó đi. Anh ơi. Sao? Em hỏi anh này hỏi. Mất lòng trước được lòng sau anh Dương ha. Em cứ hỏi đi, trời ơi. Dạ. Hồi hộp quá. Đi chơi với em vậy á. Sao? Anh cho em nhiều. Thiệt ra anh cũng rành á. Thường thường nhiều. Dạ, em ít đi chơi lắm. Mà tại vì thấy anh dễ thương. Cho nên thôi em tính như vậy. Sao? Anh cho em 100 đi anh ha. 100,000 hả? Trời, chuyện nhỏ. Dạ không. 100 cứng anh. 100 cứng là 100 gì? 100 đô anh. 100 đô hả? Dạ. Xuân. Dạ. Em phải lộn như vậy. Trời ơi, anh nghe nói là có 10 đô là người ta 100 đô dữ vậy em. 10 đô hả anh? Dạ có anh. Có hả? Dạ có. Dạ 10 đô hả? Đâu? 10 đô. Đâu? Đó. Trời ơi. Anh uống gì tới 10 đô, anh uống gì tới 10 đô, 10 đô đâu, 10 đô đâu? Đâu uống gì đâu, đâu? 10 đô em còn nguyên đây nè. Đâu? Đây nè. Đây. Ê, đừng. Để chụp chụp, để anh mở cho. Đây nè, 10 đô của em đây nè. Đó, 10 đô của em đây. Còn nguyên. Còn nguyên. Đúng là 10 đô. Thank you.
cái chị đi đâu hả? Ủa đó anh hai mình mới mướn nguyên cái đoàn ca nhạc về nhớ không? Mà ta đang ca hay trên Sài Gòn về, ta ca hay gần chết. Ông nội giết mình đấy, bắt con ra. Sao tự nhiên mày ác khẩu vậy? Dạ. Nè, bộ gió độc thổi cho mày nè, ác khẩu luôn hả con? Đó, thì còn nói á là ông nội hát hay. Ừ. Cái bài đó Quang Linh hát hay lắm á, mà ông nội hát hay hơn nữa. Tại cái giọng của ông nội nó ngân hay mà nó rung hay hơn á, làm như hồi nhỏ ông nội đứng luyện thanh trong tủ lạnh hay sao á, cái giọng lúc mà hát cái bài nó rung, nó rung. Nói cho mày biết, giọng với Quang Linh với ta là một chín một mười đó. Thôi thôi đi ho làm gì. Nhiều bộ xô lớn á, thành phố này nè, mời hát mà tao chưa nhận lời cho mày. Cha bộ xô nó gian có ông nội gian. Ừ. Ủa mà sao mà không đi hát? Vậy tao sợ mày đi coi. Làm gì sợ cũng coi. Ông nội nói vậy nội giận con phải không? Giận làm gì? Nội. Gì? Đứng trà đi nội. Thôi khỏi, tôi có tay có chân, chứ có con cái. Dạ, yêu nước kia. Mày đó. Dạ con sao? Mày lên bàn thờ ngồi đi. Sao vậy mày? Con cháu mày dám ngồi nghe hè của chị ta hả? Kêu con sao không kêu mày? Đi ra. Sức nôi nữ sanh hạ tầng. Tại sao cứ khơi ba cái chuyện nó nói hoài? Dạ con cũng đâu có nói gì đâu. Tại Con thấy tía từ lúc mà gã Út đi, nhưng mà xưa giờ con chỉ hai đứa con, thằng con trai với đứa con gái, con cưng nó lắm. Mà bây giờ đang vậy rồi gã nó về trong kia, con sợ con không có hạnh phúc. Cho nên con lo vậy thôi, chứ không có kể gì cho ai, nói gì ai đâu, chỉ la con. Thương con, mày thương con, tao mới thương con nè. Mày có con, tao không con sao? Mà con tao là ai? Là mày á. Cho nên tao đại diện ha? Để mà gả đó, là giữ chữ tín cho tao, cho gia đình này, nghe chưa? Dạ, con biết là tía thương con, tía thương cháu. Nhưng mà tía ơi, con Út đó, nó sống ở nhà, có gia chạm gì đâu, ở trong nhà có được cái tình thương của tía và tình thương của con đó. Rồi bây giờ tự nhiên đùng một cái nó có chồng nó đi vô trong bưng, con chỉ sợ là vô trong đó nó làm không vừa ý được cái bên gia đình chồng, rồi nó đâm ra nó buồn chán, không lấy được cái người mà nó yêu thương, rồi con sợ nó bất mãn rồi nó không có hạnh phúc, con lo. Dạ đúng rồi anh nội, tao còn lo chứ đừng nói chi dượng. Tiếng nó là tốt quá vậy? Dạ con, tại cái giọng con nó sang sảng bẩm sinh. Nè, dạ. Con nhớ là cái chỗ làm việc của mày là cái bếp núc lao nhà rửa chén hả? Chứ đâu phải là cái chỗ để tham gia tranh luận với người lớn. Con đâu dám tranh luận, nhưng mà nếu như tính ra đó, con nói chuyện có tính ra đó, là ông nội nè, chứ dựa nè, có bao giờ được hai chị Út tâm sự không? Không bao giờ. Tại sao? Con là cùng trang lứa chị Út, con với hai chị Út chơi nhau từ nhỏ lớn, có chuyện gì ba đứa cũng tâm sự với nhau á. Chứ có cái chuyện gì anh hai chỗ cũng tâm sự với con. Hay quá, gần quá ha. Gần chứ. Anh có tâm sự gì? Biết tại sao mà anh hai lên thành phố đi học không? Tại sao? Bất mãn. Bất mãn cái gì? Bất mãn gia đình. Là tại vì chị Út nhà mình á, vừa bị ép gả đi vậy á, là anh sợ. Anh sợ anh sẽ bị lăn vô vết xe cũ một ngày nào đó, anh cũng sẽ bị mà ép gả vậy. Cho nên mới nói thôi, để lên thành phố tôi đi học, đi học tôi đi lập nghiệp, anh đi đó. Hay quá. Trong nhà này ta còn làm chủ không hả? Mà sao chuyện gì cũng tư thì không biết hết trơn. Dạ tía còn làm chủ. Ừ. Dạ tía, cái chuyện này sao mình biết hết trơn vậy? Không biết. Trời ơi, sẵn nay con nói nội luôn nha. Cái chuyện mà con biết đó là do mợ kể con nghe đó. Dạ chuyện ai
không được người ta cứu. Tao chết đuối hồi nào mà cần người ta cứu? Tao cứ chết đuối. Cái gì? Heo tạp. Tại sao chị không biết hai hai ông con không có kể à? Nói tự nhiên ông nội đừng có la Dưỡng. Dưỡng không có kể cho con nghe. Với ai kể? Tao đó đây nè. Dưỡng nói. Hôm bữa đó con đang nằm ở trên cái cánh thẳng á, con ngủ rồi. Nó con ngủ con rồi con ngà cũng 3 giờ chiều đó. Rồi cái ai kia mới nhậu xỉn. Nhậu mà người ta mời đám giỗ từ 11 giờ trưa mà nhậu đến 3 giờ là hiểu xỉn chỗ nào rồi. Đúng không? Về cái tự khèo. Khèo khèo vậy kể từ đầu tới cuối. Kể xong chuyện đó còn chưa đã nữa. Kể luôn cái chuyện mà cái con cắp đó. Máu tương nó đang kể luôn. Con mới biết. Ông nội kể chứ ai? Biết cái gì đó? Biết gì? Cái gì? Anh hai á, không có tán đồng cái chuyện đám cưới. Bởi vì chú có vụ heo tạp thôi mà đẩy con gái đi cái rồi dựng. Rồi cái ảnh nó thôi để lên thành phố. Thành phố lập nghiệp, cái ảnh đi luôn. Tán đồng mà không tán đồng á, phải chịu. Chỉ giữ vợ gả chồng á, của người ông bà cha mẹ, con cái thì được cãi. Thế cả là con trai. Sao mày gần cái chuyện này quá vậy? Con là cái con người, con nào con ăn thở sao được lòng người đó. Ảnh đi bao nhiêu lâu có giết thương người trai đâu. Giết thương người cho con. Nó cho nên con mới biết. Giết thương cho mày. Ừ. Thương tao. Nè. Nói đọc nói. Đi đường nào vậy con? Đi lẹ quá không? Lộn gì? Thôi này là của anh ấy. Nấy vợ cho cô. Để anh đi. Để anh ấy mà thôi, anh hai. Hai đâu? Bỏ bên này. Cái con này. Không phải hai cái con mà con thích nhất con để còn con quên. Lộn mà trời đẹp từ từ. Em ơi. Dạ. Okay. Đây là thôi anh hai. Thành phố. Thank you.
chửi mày hồi nào? Nó chửi mất giờ. Tao không có nói mày, tao nói thằng hai. Đồ thứ cãi nội cãi cha, đúng là con gái hư. Con trai đừng có đổi giới tính. Con trai. Ờ, thì trai hư. Dạ. Nè, chị Út mày sao? Sao gì nữa, bây giờ đâu còn thấy sao nữa. Bây giờ là sấm chớp sét đánh ầm ầm ầm. Mày nói vậy có nghĩa là sao? Đơn giản vậy mà không hiểu. Vô bưng đi rồi biết. Chỉ bây giờ nó chỉ bị hành hạ đánh đập dã man. Người không ra người, thú không ra thú. Thôi mày đừng có dựng chuyện mày nói nghe chưa. Trời ơi con vậy mà đây, có đi dựng chuyện. Đây nè, chị xui của tao trong đó là người đàng hoàng, người hiền hậu. Đâu ra cái chuyện mà mày nói trong bưng người ta nói như vậy, hiểu chưa? Dượng tự chấn an Dượng thôi. Chứ thật ra con nói với Dượng nha, bạn hãy vào đó một lần đi, bạn sẽ biết ngay mà. Kêu ai bạn mày? Hả mày? Không có cái này, cái câu trước là con nói với Dượng, còn câu sau là con chen quảng cáo cho nó bớt căng thẳng. Nhà mình làm gì căng vậy? Gả đi năm rồi, giờ ta nói ra căng. Chen cái khúc quảng cáo. Mà con nói thiệt với Dượng nha, con nói cho Dượng vui vậy thôi. Chứ Dượng nghĩ đi, chị vô chổng nha, chị làm dâu nhà người ta mà hả, đâu có ai biết chuyện này nè. Chị tâm sự với con nè, chồng của chị đó không có khả năng mà cái gì, không có cái khả năng mà già quá chậm hiểu cái này, không có khả năng chi trả. Trời ơi, thiếu nợ thì nói để người ta lo. Nợ cái gì mà nợ kia chứ, cái gì nó nói khả năng này đó là thằng chồng nó không có cái, không có cái đường sinh con đẻ cái được đó. Đâu có biết là chị Út của mình sanh được đâu. Mà tại vì tại là tại ông chồng. Cho nên trời ơi bà mẹ chồng nghe, bà biết giận. Trời ơi bà nắm đầu mà giật vô mã. Trời ơi thấy chưa, người ta giật vô mã. Tàn nhẫn quá vậy. Đánh tàn nhẫn vậy, giật vô mã là cái gì hả? Hai người nhiều khi hậu á, giờ sao quá không có biết. Giờ cái từ mới bây giờ, giật vô mã có nghĩa là giả vô mặt. Chứ phải cái mặt, cái đầu giật vô mặt. Nó lai giặt vô mã là bóp sáng hai cái mặt mà cái thịt nó chảy xuống. Đó, tôi thấy chưa, con nói tia rồi. Đó, quánh con người ta mà quánh như vậy mà sao chịu nổi. Rồi trời ơi chưa đâu nghe, chỉ khổ mà cuộc đời của chị nó trầm căng. Chị Út không dám về nhà. Tèo. Chị nói với con là chị thương Dượng thương nội. Đó, thấy chưa? Cho nếp, tụi mày làm cái gì? Hả? Con thấy cái nhịp vô quá, cái con đàn miệng theo cho con Tư nó hát. Tụi mày rảnh quá hả? Tao nhịp hồi nào? Gõ như vậy là kêu tụi mày thính á. Trời ơi, công nhận luôn á, nội gõ nó y như sông Lan mà vô đúng như cái cạch, cái con quất chứ con đâu có biết ca. Mà mày hát dở quá mày ơi. Không biết mà tao đu mày rồi chết luôn. Giờ là còn giỡn hả? Có giải lao cho nó vui chút nội, đừng có căng thẳng cái gì. Ôi trời ơi, mày biết. Tao không tin. Nhưng con tin, đó là sự thật. Anh hai, trời ơi, mày về đây đó. Về nào đó. Mới về. Mẹ con. Mẹ, vui rồi. Giống ông nội cao, thấy sợ luôn. Trời ơi, nghe. Phải rồi, tao lạc hậu. Cho nên trong nhà này tao giống như người dân vậy đó. Tụi bay ghét tao cho nên giận tao, không đặt điều nói xấu người ta. Chứ tao không nghĩ là người ta có bệnh đối xử tệ của Út vậy đâu. Không đòi biết không, lúc mà Út mới về làm dâu á, con nè phải trốn vô bưng nè, gặp được Út á khóc hả, sưng cả mắt luôn. Về là bị chồng nè, mẹ chồng nè hành hạ. Con buồn quá, con mới lên thành phố lập nghiệp đó. Thấy nè, mới điện thoại với con. Nó đi rồi. Anh hai hả? Em nè, em Tư nè. Thôi có gì không? À, anh hai ơi, về lo việc của chị Út đi. Nha, về nhà gấp. À, con mới cúp lấy một cái cục. Mà, Tư, em gọi bằng điện thoại gì vậy? Dạ, điện thoại di động của ông nội á. Trời ơi, hết chuyện mình lấy điện thoại tao mà xài hả mày? Tại con thấy ông nội không có gọi, để thủa lắm, không gọi. Sáng tao gọi không được. Dạ, tại vì con điểm biết tại chùa cho con quất 2 tiếng hồ. Con tâm sự cái chuyện Hollywood cho ảnh nghe luôn. Cái chữ tuyết rơi con cũng tâm sự. Không phải, nhưng mà cái điều quan trọng con kẹo ông nội vui cho thôi. Con nói ít lắm, con nói vấn đề chính là vấn đề của chị Út thôi. Đó, thấy chưa? Tại con nhu nhược quá. Trong cái chuyện mà cưới gả. Không, tại tía. Tại tao gì? Tại tía. Cái ép cái gả con của con, nó có thương yêu gì đâu. Mà người ta trong bưng á,
Thế ông tìm hiểu coi gia đình ta sao, thế gã gì là con nó khổ, thế thấy chưa? Vì cái chữ tính của thế mà khổ con, thế thấy chưa? Khổ là cái chắc rồi đó nội. Hai bữa trước thôi nè, cái con chạy vô trong bưng á, con coi cái chữ Út làm sao. Trời ơi, con nướng con nhìn chỉ nửa tiếng hồ con đâu có nhận ra chỉ đâu. Con nhìn mà con tưởng là má chồng chứ không á. Cái già mà lên cái còng xứ kỳ nào đó, răng không còn cái nào nữa, mớn à, mớn lên dưỡng luôn á. Bị chị biết vì sao mà không còn răng không? Bị chị cắn răng chị chịu đựng riết mà răng nó rụng không còn cái nào. Miệng thì không còn cái răng. Da mà nó nhăn, ta nói nhăn. Ừ, nhăn như dao nội vậy đó. Nhăn xuống như là nội. Đã vậy thôi nha, lưng thì còng xuống mà ta chừ rung nó bê cái ly mà nó rung như nè. Trụ tội nghiệp Út dễ sợ quá. Ông mày. Mày nói quá. Sao vậy? Kể cái chuyện gì mà quá đáng. Con cái tao. Mày nói nó già nó yếu đi vậy. Chẳng khác gì chắc giờ con Út đâu. Nó bằng má tao rồi hả? Cái kiểu mày tả vậy à? Nó bằng ông nội rồi, nó già dữ lắm đâu. Quá. Giờ tôi thấy là sao? Tôi coi đi, tôi tính gì đó. Tính cái gì? Con gả đi rồi á, dù tốt hay xấu á, cũng là con nhà ở bên người ta rồi. Không có được quyền mà bàn ra nói vô đó ra gì trên á, nghe chưa? Còn con nữa, hả? Cái nhà này á là cái nhà có chủ, có tôn ti tập tự đàng hoàng. Hả? Chứ không phải là cái nhà quan chức chủ. Dạ con biết, con biết nhà này có chủ. Ừ. Hả? Ông cố làm chủ. Cái gì? Mày giỡn mặt hả mày? Dạ, không có, ông cố làm chủ nhưng mà trước khi chết xem tên mày là cho ba con. Cái gì? Sao lẹ vậy? Không, sao này là tới con. Dạ, đúng rồi. Trời ơi. Dạ này. Nói chung là ông nội đừng có quan tâm con. Cái nói con là con trai mà, con sao cũng được. Quan trọng đó, ông nội vẫn quan tâm cho con Út. Lỡ con Út mà có gì á, chẳng khác nào ông nội á nhúng tay giết chết con Út. Tao giận mày một mà tao giận Út tới 10 lắm. Thằng làm dâu nó không biết làm cho tròn, để cho người ta đánh đập nó, hành hạ nó, có nghĩa là coi thường mặt mũi tao với ba mày. Mình tỉnh đi chứ. Tao nói rồi mày biết. Dạ. Cho dù mai này con Út nó có bị ngược đãi, bị hành hạ gì nữa, nó cũng không được phép trốn về căn nhà này. Mày muốn chết đi, đừng cho nó biết, nghe chưa? Mày nghe chưa? Tiếc. Mẹ
ông xuống đây mà ông nghe nè, trời đất quỷ thần ơi, chịu nổi không? Tôi nói một câu nó trả lời một câu đó, bây giờ nó chửi xin cái sổ tôi đó, ông coi được hay không? Má ơi má, con lại má, con lại má, thì qua đây bới cơm cho tôi. Nó đi là nó hót, hót đi
thăm nội nè. Ừ, về thăm nội hả? Dạ. Về thăm nội ban đêm mày. Mày về thăm nội. Này, tại sao ban đêm ban hôm không ở bên nhà chồng mà trở về để thăm nội? Con nhớ nội, con về con thăm nội. Gì vậy nội? Ba con đâu rồi nội? Kiếm ba bay hả? Dạ. Kiếm ba bay hỏi tàn chi tao không biết. Nội à, nội, con về thăm nội, nội không vui gì hết trơn á. Ủa, con nghe nói là anh hai về phải không nội? Ủa anh hai đâu rồi nội? Không biết. Nội cười quá à, con về thăm nội mà nội không có vui gì hết á. Vui cái gì? Mà nội, mình đêm không ở bên nhà chồng, đi về để thăm nội, rồi ở bển người ta nghĩ sao? Ta nghĩ là nội dạy con vậy sao? Ta dạy bay vậy thôi nè. Hả? Thôi mà nội, con ngồi đó đi, con đi pha trà cho nội uống nha. Nghe nội. Cảm ơn, tôi không có khác. Nội, nội sao vậy? Nghe nói nè, muốn gì đó ngày mai trở lại nha. Bây giờ ban đêm ban hôm rồi trở về nhà chồng liền, thấy chưa? Để người ta nói rồi. Nhưng mà nội, nội ơi, bây giờ sao hả? Không đi phải không? Không đi hả? Thì bây giờ mày ở nhà đi. Rồi chồng con đâu? Chúng ta ở trên nội, không đi đâu nữa. Về đây. Không được đâu ba ơi, hồi nãy con về đây con gặp nội á. Nội nói á, nếu mà con ở đây á thì nội sẽ cũng nói nội đi á. Nội không cho con ở nhà. Dạ. Nội không cho con ở nhà, giờ bên kia là ta đuổi con rồi. Con ở đâu? Tía ơi, tía, vì cái lời hứa của tía không à, bây giờ con cái nó khổ như vậy nè. Giờ sao mà? Con, tánh nội con là biết, nói là không làm. Nội đang giận, nói chuyện không được đâu. Bây giờ tạm thời qua nhà chị Bảy ở bên đó đi nha. Đêm đi rồi á, để tạm biệt, tao nói chuyện với ông nội, thuyết phục ông nha. Rồi con về đây nha con. Đi đi, đi con bển đi. Nghe lời, nghe lời ba dặn, không có được suy nghĩ gì bậy bạ, không có buồn, không có khóc chuyện gì nha con nha. Không được làm gì cái chuyện gì mà con mà có chuyện gì á. Giờ mắt mày không có được thành thật, mày nhìn thẳng vô mắt tao này nè, nhìn thẳng vô mắt tao đây. Thẳng mặt tía, thấy sợ quá, không dám nhìn. Thấy đâu nhiều sợ ha? Nhìn sao óc nó đi. Nó đâu? Nó đi. Nó đi đâu? Đi đâu con không biết. Con nói thiệt tía, tía làm quá rồi tía. Quá cái gì? Sao không quá? Con cháu nó về đây nó thăm tía, rồi tía đuổi nó đi rồi. Nè, con nói thiệt tía nghe, vì cái lời hứa của tía không à, làm con cho con cái gì đó. Rồi nè, sau này nè, vợ con nó đi có cái chuyện gì đó nha. Tía, chịu trách nhiệm. Bắt đầu mày. Thôi, cái gì vậy? Tổn lắm á, tổn lắm á. Thôi, thôi. Đưa Minh Ân đang làm gì mày? Ơi, cái này không phải là Minh Ân. Chứ cái gì? Ông nội tháo ra đi. Dạ, sao bóng thơm? Ừ, thơm. Thấy chi vậy? Đem ở bên nhà xuống giá đó. Đem bánh chi? Hồi xưa đó người ta tặng ông nội là 20 sờ bông xả đúng không? Ừ. Bây giờ mình chơi lại trả lại 20 sờ bông thơm, mắc hơn 2,000 mà mình lấy lại được lời hứa. Lời hứa gì? Lời hứa của mặt hứa gì ta? Đem cái út về để cái út khỏi khổ nữa. Bất dạy, ba mày cũng chưa dám nói chuyện tập chuyện đó. Ba con nói chuyện với ông nội là nói chuyện bằng cái miệng, còn con nói chuyện với nội bằng vật chất mà, vật chất tầm vóc tinh thần. Đem út về đi, đừng để ông khổ được. Con là anh, con không muốn nghe em còn khổ. Mày chọc điên tao là hả? Con không có chọc điên. Bây giờ nội suy nghĩ kỹ đi, nếu mà út khổ á, nội á sẽ hối hận. Không được, mình là con người nguyên tắc mà, hứa mày phải giữ lời. Nó làm gì không bao giờ biết hứa hả? Sao bóng đi tắt? Bỏ xuống! Con! Bỏ xuống bà! Này! Cái gì? Đi với
trúng gió nữa thì tao già rồi. Không phải là bệnh hóng hát đâu. Thì làm gì? Tôi người ta tự tử. Trời ơi, mày ơi, anh sợ ma lắm. Không phải điều quan trọng là sợ ma, mà bây giờ mọi người đồn á là có một người phụ nữ nhảy xuống sông tự tử, là người rất trẻ trẻ, cỡ tuổi của chị Út. Đó. Để. Cái gì vậy con? Đứng đứng, sao ơi? Anh hai phải xuống cứu nó mới được. Giờ sao anh hai? Trời ơi, không có được. Cứu liền con, cứu liền. Con nhảy xuống liền. Giờ sao anh hai? Nhảy lại đi. Dạ dạ dạ, giữ vậy thôi. Ê, khoan không được. Mày biết bơi không? Không. Biết lội không? Không biết lội mày xuống sao được? Không được đâu. Đừng để con, để con. Lội lên ơi. Xuống đi Tư. Ê, cái gì vậy? Nhảy xuống. Trời ơi, không có được không? Thằng bà con gái mà cởi áo mà nhảy xuống cho được. Quên đâu, khỏi cần cởi áo, con nhảy xuống. Không được đâu, con không biết lội mà đừng có nhảy xuống. Bây giờ sao giờ? Bà biết không, bà biết bơi không? Bà cũng không biết lội luôn. Bây giờ sao? Không có. Lát đi, lát đi, lát đi, lát đi. Chết gì biết sao, biết nhảy xuống tự tử ướt đồ không ta. Sao thôi ông mày, con thấy thôi quá, má bộ thôi chỉ sợ thôi ông má ha. Chuột chết sao thôi được, 70 chết nào, người thôi, chết phụ nữ chết 30 mấy ngày rồi, trẻ đẹp thôi lắm rồi mày. Tao nghe nói là con của ông còn già lắm, lâu dài nó sống thất đức quá quá rồi quá không được. Người chết một ngày trong đó 30 ngày. Ủa vậy hả? Đâu biết đâu, mới nghe nhỏ nói nè, 30 mấy ngày. Tôi nói nào, anh này bày tôi nói nè. Trời đất ơi, phải biết sao giờ trời. Sao lắm anh? Trời ơi, cái đầu kia ghê quá. Cái đầu kia. Nổi hả? Ủa, cái đầu nổi. Nổi rồi, nổi. Cái vừa khô nổi thì có. Ủa, vừa khô hả? Dạ. Trời ơi, tưởng cái đầu này biết đâu la lên. Không biết thì cũng nói nè mày ơi. Biết sao không chạm gì vậy? Dạ, vậy ngủ dạ, rồi về ngủ đi. Chen ơi, chen gì đây nương? Biết sao hả mẹ? Biết chưa? À, mọi chuyện ghê quá. Chú cháu coi chân ngọt túi á. À, dạ. Tao nghĩ. Tao cũng tao ba ơi. Ba ơi. Ba ơi, ba ơi, ba đừng nhảy xuống ba ơi. Ba nhảy xuống rồi cứu thêm hai người. Ba ơi, ba không cứu hai người nữa, con cứu ba không nổi đâu ba ơi. Nói. Trời ơi, đừng làm gì bà nội. Trời ơi, bây giờ sao có ai cứu con tôi không? Mẹ anh ơi. Sao rồi mấy anh ơi? Nội nó bắt không thể tự rồi. Trời ơi, ngày xưa cũng chỉ một lời nói suông vui miệng mà hứa làm chi rồi tôi làm khổ cháu tôi. Rồi bây giờ
chính vì cái tính phong kiến cổ hủ bao thù của tôi mà tôi mới giết cháu tôi. Trời ơi Út ơi, nỗi hối hận lắm, tha thứ cho đôi Út ơi. Mời được rồi, mời được rồi. Thằng anh đưa được chiếc dép lên chi. Mày nó hay quá. Thằng nó thắng rồi. Thằng rồi, thằng rồi, thằng rồi. Hay, 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 hay. Một lấy hồn, một chết rồi. Hay, hay, hay cái gì? Tao nói người ta chết rồi chứ. Mà tụi bay hay hay cái gì? Tao mò được chiếc dép rồi. Mò chiếc dép là sao? Con tao à, nó nhảy xuống cho nó chết. Nghe nè, nghe ông này nói nè. Mấy ông bộ này nè, nhậu xỉn. Giá độ mò dép ở dưới. Ông này sắp được chiếc dép lên, ông này thắng. Hay, hay, hay. Hay gì lá này chị ơi. Vậy là đâu có ai tự tử tự giận vậy hả? Tự cái gì? Tự thách đố với nhau. Tao mò chết dép. Hay gì? Hay quá. Ông bỏ này đâu? Ông bỏ này có chừng ông bỏ này đâu rồi. Trời đất ơi. Hay quá. Hưởng lên đến độ ê. Đúng rồi. Hay quá. Làm tốt lên, 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 lên. Lên đi. Không hiểu gì vậy. Vậy khuya giờ này đi bắt dép. Quay lắm quá. Ông ơi. Giá như bây giờ cho nội sống thêm 7-8 năm gì trước, thì giờ lúc đó nội sẽ cùng con đi thằng hai thả diều trên đồng ruộng. Rồi sau đó nội sẽ tát đìa bắt cá lóc nướng tru nướng cho hai cháu ăn. Nhưng bây giờ nội đã thấy con vào con đường chết. Út ơi, tha thứ cho nội cho con. Ông nội. Chú má, ơi, con đừng có nhát nội con ơi. Trời ơi, nó sống hôn thác im. Thì phù hộ gia đình đừng có nhát nội con ơi. Út ơi. Con là Út nè. Con đâu phải là ma đâu, ông nội nói gì kỳ vậy? Nội sợ ma thiệt lắm con ơi, trời ơi, đừng có giác nội con ơi, trời ơi. Nội. Tay ấm mà. Vậy thật thì không phải ma. Ôi nha, không nổi. Biết la mà không phải ma. Ông con còn sống hả? Dạ. Nội mừng quá, con còn sống là được rồi. Đi về xong nội, nội không đuổi con nữa đâu. Dạ. Con mừng lắm. Một người ai? Dạ, anh nội con. Anh nội đâu? Dạ đây. Anh nội. Anh nội.
Ba con đứng về cho nó quen. Đứng quen làm gì? Con có coi cái tấm hình mà nắm tay ông Cố á. Thấy chỗ con đứng nè, là ba con đứng á. Dạ. Chỗ của ba con đứng là ông Tội đứng á. Ừ, chỗ đó tao đứng đó. Dạ. Nó là chuyện con bắt chứ, đứng cho quen. Ba sau này có chuyện gì không đi sửng. Đúng rồi, vẫn có sửng. Đúng rồi đó. Tập cho nó quen đi. Dạ. Để một đứa rót đứa chăm á, cho nó đúng thủ tục. Dạ. Để mà tập. Đừng giỡn mặt ba hả? Hả? Tù đẻo hả? Hả? Bắt con ông lại. Giỡn hoài, đúng rồi. Mãi. Gì? Mà biết không, thì còn là con sợ thiệt hết chứ. Mày sợ cái gì? Sợ ông lại là... Không sao đâu con. Ông là bà chứ ông thấy gì bảo thủ đâu. Ông nội không bảo thủ hả? Ông nội không bảo thủ á gì? Ông nội cho chị Út có về nhà ở luôn á mà nè. Cái gì? Dạ nước, dạ nước có gì đâu chứ. Thú trại gì trời ạ? Mày nói cái gì? Dạ, cho chị Út về ở luôn. Không bao giờ có chuyện đó. Lấy chồng là phải thấy chồng. Ông nội ơi, vậy là ông nội bảo thủ rồi. Ông nội vậy có một lời hứa, vậy có hai cục xà bông gả chị Út đâu có được đâu. Giả lại á, gả mà không hỏi coi người ta có thương yêu không, vậy là làm khổ hai người luôn á. Đúng rồi chứ, chứ là khổ hai người. Tại sao khổ hai người? Người thứ hai là ai? Dạ con đó ông nội. Sơn. Dạ bác. Sơn. Út Sơn á. Đúng rồi. Sơn à. Dạ. Tại sao con lại đến đây? Đáng lẽ là để ông nội dẫn con Út nè qua gặp má con xin lỗi. Dạ thưa ông nội, khỏi cần ông nội. Dạ chính con là người làm đơn ly dị để cho cô Út trở về căn nhà này. Dạ để cho cô Út kiếm một người chồng cô Út yêu thương nhất. Như vậy mới hạnh phúc ông nội. Cái gì? Đáng lẽ con Út này lúc mà gặp con nó không còn trong trắng sao? Ý. Ông nội hiểu lầm rồi. Từ khi cưới cô Út về đến giờ, tụi con đâu có sống như vợ chồng đâu. Tụi con không có chăn gối. Tụi con coi như là tình bạn thôi. Ủa? Chị Tư. Anh chỉ nói với con nổi giờ gà trơn rồi đó. Đừng ngủ tôi ra trước sân chơi anh nữa nha. Thôi đúng mày. Bởi vì cái bà kẹo mày nói nó quánh mày. Tao muốn càng đâu chứ. Ý nó nói con á là bị bê đê phải không? Thì cái ý nó vậy đó. Bị bà không à? Ông nội thấy chưa? Mọi người hiểu lầm hết rồi. Không có đâu. Ông nội ơi, ông nói cho ông nội nghe. Trước khi cưới cô con đã có người yêu rồi. Hả? À, chẳng qua con lấy cô mà chỉ vì lời hứa của ông nội với ba con thôi. Để con làm cho ba con vui trước khi ba con nhắm mắt. Biết thực tình. Cô Út ơi, cô Út hãy tha lỗi cho tôi nha. Trước mặt má tôi đã có những cái lời nói, những hành động sổ sàng không cô tha thứ. Đó, chị thấy không? Tôi biết, tôi cảm với anh mà. Tôi với anh có duyên mà không có nợ. Vậy thôi, chúng mình làm bạn với anh. Em chúc anh hạnh phúc với người mình yêu. Như vậy hả? Thì vậy. Thì vậy mỗi lần em của tôi bị anh đánh là sao? Hả? Đánh gì? Đánh đập nó. Đúng rồi. Làm gì có chuyện đánh? Đốc kịch. Ông kịch là sao? Không nghĩa là mỗi lần đánh là nhá lên cái. Đó, thấy chưa? Nhá lên cái. Ôi, à vậy hả? Ê, không được. Còn cái chuyện má cậu nè, không à. Má cậu ơi giật con tôi vô mã à. Là sao à. Giật vô mã là cái gì? Giả vô mặt đó à. Đúng rồi, là sao? Giả vô mặt đó. Có con cái này xí hụt. Này là lúc mà con kể con dặm thêm cho nó mặn cái chuyện lên. Trời đất, con nhỏ nữa mà nhờ vậy mới có ngày hôm nay bộ. Nhờ con dặm thêm vô. Nghe nói gì? Bất cơ không? Thì từ hôm bữa tới giờ cứ lội xuống rồi lội xong vô bưng để coi kịch hả? Đúng rồi. Vậy ở Sài Gòn lại con kịch ở Sài Gòn trước không? Anh giỡn bà. Thôi vậy là hiểu lầm hết rồi. Chúng tôi nó muốn cho tụi nó hạnh phúc thôi mà. Dạ, có gì ý tôi thêm như vậy đó. Thôi hay quá, coi như là quề hết rồi. Coi như là xong nè. Xong rồi. Xong rồi xui. Tại sao mấy người không cho tôi hay hả? Hay chuyện gì má? Thì cái chuyện mà mấy người dàn xếp đãi tiệc ăn mừng mà tại sao không cho tôi hay? Hay gì? Không cho tôi hay. Hay gì vậy? Để tôi qua tôi ăn ké. Trời ơi bác nào nãy giờ muốn rớt tim luôn á. Vậy là chị Xui à? Chị Xui à? Bỏ qua hết rồi chị Xui ha. Dạ. Trời ơi tụi con nghĩ sao vậy? Bộ tụi con nghĩ má cổ hủ lắm hay sao? Cổ hủ là người bên kia kìa. Chứ trời ơi má hiểu hết trơn à. Nói ít hiểu nhiều đi ha. Dạ bà chị ơi. Có gì là chị Xui hiểu được á thì tôi mừng là chị Xui. Không có Xui.
gì hết trơn, bây giờ là hên rồi. Không phải hên mà là rất hên. Dạ. Bây giờ nó tính vậy. Dạ. Ông nội sẽ lo cho hai đứa này yên bề gia thất. Dạ. Sau đó đó thì ông nội sẽ hứa. Chốn đi, chốn đi. Mày trốn. Con hứa mà làm cho con cháu nó khổ đó ông à. Không, thì là tôi hứa là bảo đảm. Hứa sẽ làm đám cưới gả chồng cho con Tư lãnh lo. Hả? Con hả? Gì sao mày lo? Bộ mày ôm ôi hay mày sợ? Không phải ôm ôi mà con sợ. Kỳ này ông nội xỉn rồi vô chuồng heo nằm nữa. Rồi heo nó cạp nó khổ đời quá. Không có đâu. Ông nội hứa không để heo cạp lần thứ hai đâu. Thôi lại. Ông nội hứa vậy ông nội em. Nói nội nghe nghe. Lời hứa không mất tiền mua lửa lời mà hứa cho được vừa lòng nha. Dội. Cái này nói thì cũng phải nói cho từ cái miệng mình phát ra mới thành lời hứa được. Thì cũng là đó thôi. Nhưng mà con nè, con hứa nè, một lần duy nhất hứa chính xác luôn. Hứa sao? Hứa đi. Con hứa với mọi người, ngày nay giải quyết hết mọi chuyện thêm đẹp rồi. Con sẽ dẫn Duyên nhà mình đi ăn nhà hàng năm sao.